Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại. Thì cũng như rất nhiều anh em yêu cầu nhắn tin có qua hỏi riêng cho mình. Anh ơi, làm một video hướng dẫn kỹ về làm sáo diều đi anh. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ lên một cái video, sẽ chuỗi series video làm hướng dẫn anh em làm sáo diều nhé, từ A cho đến Z. Đó, mình sẽ cố gắng hướng dẫn cho anh em chi tiết kỹ và tỉ mỉ từng chút một. Đó, để anh em không có thể bỏ quên một cái vấn đề gì. Sẽ hướng dẫn cho anh em làm từ khâu chọn ống, cắt tầm. Đó. Và vót tầm, làm tầm. Đó. Xỏ lỗ. Xong làm vách. Đó. Xong ít nhất là mình sẽ làm khoảng 2 đến 3 video. Đó. Sau đó thì sẽ hướng dẫn cho anh em khoảng 2 3 video để anh em thấy kỹ lưỡng nhé. Đầu tiên sẽ là video mình hướng dẫn anh em làm tầm và sáo bằng vẩn CNC trước. Vẩn CNC là anh em thể mua sẵn được. Đó. Họ đục sẵn rồi. Đó, đục làm trước. Và sau khi xong thì mình sẽ cố gắng sẽ có một cái video sau sẽ hướng dẫn anh em đục sáo cho anh em là không có điều kiện mua được vẩn CNC để làm, mà muốn tự mình đục một cái vẩn sáo do chính tay mình làm ra. Đó, thì sẽ có video sau hướng dẫn cho anh em, nghĩa là sau CD hướng dẫn này, sau hai hoặc ba cái video mà mình hướng dẫn anh em làm sáo diều bằng vẩn CNC xong nhé, sẽ có một video hướng dẫn hoặc là hai video hướng dẫn cho anh em kỹ đó khâu làm sáo diều, hoặc là một video dài hướng dẫn anh em làm khâu làm sáo diều cực kỳ là tỉ mỉ và kỹ mỹ cho anh em đục tay nhé. Đó, cho anh em nào muốn tự mình làm, tự mình đục, thì đầu tiên hướng dẫn anh em cách cho chọn tầm. Anh em có thể sử dụng tầm sáo nhà mình có thể là tầm lứa, hoặc chỗ mình gọi là lứa, có mỗi chỗ gọi lứa, vầu, lứa hoặc tre, hoặc là cây mai nhé. Cây mai là dành cho những cái tầm sáo to. Còn trên tay mình đang cầm một cái tầm sáo khoảng D40. Đầu tiên anh em sẽ chọn một tầm. Anh em muốn tầm đẹp thì anh em cần phải luộc với nước muối, tầm sẽ được trắng và đẹp, nhưng mà tầm phải già nhé. Lựa tầm mà tầm phải già. Ví dụ như cái tầm mình gọi là tre phấn, ở chỗ khác anh em có thể gọi là tre lứa. Đó, gọi là lứa. Anh em thể chọn những cái cây tre phấn đấy. Tre phấn đấy, nó cái thân cây nó chuyển sang màu già xanh xanh đậm. Không phải là xanh nhạt có phấn mà chuyển sang màu xanh đậm. Anh em nhé, chuyển sang màu xanh đậm và gọi là tối tối màu thân đi, là một cây đấy rất là già và đanh đó. Và thường một cái cây đấy tuổi thọ cây đấy sẽ khoảng tầm 2-3 năm. Hoặc anh em chọn những cây như thế thì tầm sẽ rất là đanh và dài, làm sáo lên sẽ rất là xuống đó. Đầu tiên đây, như tầm mình đang cầm đây sẽ là tầm để mộc. Mình bộ như này mình luộc rồi sẽ rất trắng, mình sẽ làm sáo cho anh em để mộc đó. Hướng dẫn cho anh em là anh em muốn chọn tầm cất tầm ấy thì sẽ nói luôn cho anh em. Anh em làm tầm sáo đơn thì anh em nhân cho mình là x7. Ví dụ anh em chiều dài của lòng kính này, lòng tầm sáo này, chiều dài của cái lòng này nhé, chiều dài của cái lòng này sẽ là 40. Anh em làm sáo đơn thì nhân với 7, 47, 28 sẽ là 28 phân. Còn anh em muốn làm chuông thì vẫn là lòng này nhé, anh em nhân với 8 cho mình. Chuông thì anh em làm cho mình x8. Còn x9, x10 thì anh em có thể làm các dòng âm từ còi, hòa đàn, hòa âm, đàn bò. Đó, anh em thể làm tất cả các dòng đấy. Có thể làm x9, x10. Nhưng còi thì anh em muốn làm còi vắt mà ngắt thì anh em làm cho mình x9. Đó, đây là cái chú ý. Còn hầu như hòa âm hay hòa đàn hay là đàn bò hay là hòa còi. Đấy. Đấy, kể cả hòa cả lam đấy. Mình sẽ làm x10. Anh em muốn kêu nó già tiếng mà đanh, kiểu nó già tiếng nó trầm xuống, anh em làm cho mình x11 nhé. Đó, anh em phải lựa chọn tầm rất là tốt. Sau khi anh em lựa chọn tầm xong, em cắt tầm xong như này. Đó, và chọn cái chiều dài phù hợp thì bây giờ anh em có thể bước đến đầu tiên. Anh em vót, anh em vừa vót vừa để ý nhé, làm sao đừng để nó mỏng quá, mà làm sao nhìn vót là mình phải vòng tròn tầm mà mình vót nó cân đối với nhau để cho tầm nó không bị quá mỏng cũng không quá dày nhé, vừa phải thôi sẽ rất là đẹp. Đó,
Sau khi mình post xong một đầu như này nhá, sẽ bước đến bước tiếp theo. Cái này bước post nó mới nhàn hơn này. Đấy anh em này, anh em kéo như này này, đừng post từ giữa ra sẽ khó, nhưng mà anh post cho em như mình như này nhá. Post một đầu đấy, xong rồi anh em post từ viện đầu mình, anh em post trước, anh em kéo một phát cuối tầm sau, cứ thế là nó dốc và chạy thẳng đến cuối tầm sau luôn. Đó, cực kỳ là nhanh và tiện luôn. Rồi anh em nhé. Đây, thật ra trước mình cũng hướng dẫn anh em nhiều rồi, có thể anh em không để ý kỹ. Đó, nhưng ngày hôm nay trong những video đợt này thì mình hướng dẫn anh em kỹ thôi. Đó, kỹ hơn cực kỳ luôn. Những video trước chỉ nói cũng là kỹ rồi, nhưng sẽ gọi là không, cả mình cảm giác xem lại nó không kỹ lắm, không nhiều khi anh em xem nó không hiểu. Đây, trước là mình sẽ gộp vót tầm với cả làm sáo luôn, phải là mình tách đôi ra. Đó, mình sẽ tách đôi ra, tách sáo mở miệng nó sẽ tách đôi ra. Vừa vót cũng phải vừa để ý nhá, sao cho đầu trên đầu dưới nó cân đối với nhau nhá. Đấy, anh em thấy kéo này nó nhanh không, nó mịn. Vót từ giữa vót ra sẽ rất là khó và nó sẽ không được cân, không được đều, nó sẽ bị lẹm dao như thế này. Anh em sẽ có ép ra, anh em kéo phát đi nó thẳng, xong mình đánh giáp. Đấy, anh em sẽ có được một cái tầm sáo đẹp này, đánh giáp xong mình đi sơn nó sẽ đẹp và không còn hở vân tre quá nhiều. Nếu mà mình muốn được đẹp và muốn mất hết cái vân tre, đương nhiên anh em sẽ phải là đánh máy, dùng cái máy trà tầm để anh em có thể đánh máy tầm đó. Đây nhá, sau khi anh em nhà mình đấy, mọi người đã vót xong cái tầm này, bước tiếp theo quan trọng hơn này. Bây giờ bước tiếp theo anh em cần phải chuẩn bị cho mình một miếng giáp. Đấy, giáp mà mình hay thường là giáp thì mình hãy ra chỗ đồ nhà, đồ bán sắt, những cửa hàng bán sắt mình sẽ mua giáp như này nhá. Giáp đánh anh em nhìn nói cho họ là bảo bán cho họ, bảo bán cho mình là cái giáp để đánh tay, cái giáp đánh tay nhé, gọi là giáp. Họ sẽ không để ý là làm sáo gì, nhưng họ sẽ bảo là dễ nhất bảo là giáp phải đánh gỗ mà đánh tay nhé. Mình thường hay đánh giáp cho tầm là mình sẽ hay lấy cái loại mà 150. Họ đây anh em như này, anh em xong đầu anh em nhà mình sẽ bắt đầu đánh như này nhé. Đây mọi người kê lên mà đánh cho nó đẹp, cho nó kỹ. Anh em muốn đẹp hoặc là muốn đẹp muốn mịn thì anh em đánh càng kỹ, đấy, càng hết cái vừa gân tre đi thì nó càng đẹp. Sau vào sáo sơn lên thì nhìn nó càng đẹp. Đánh qua cho lên sơn sáo, lên form sáo vào dàn nó sẽ hở gân tre rất là xấu. Đây như thế này. Anh em đánh càng kỹ càng tốt nha. Anh em nhà mình nhớ nha, mọi người chú ý giúp mình này. Anh em muốn cái tầm sáo nó được đẹp, mịn, đấy, sơn lên nó được đẹp, không còn vân tre thì đánh càng kỹ càng tốt. Nhưng anh em phải trẻ tâm đừng mỏng quá nhé, nếu mà mỏng quá đánh giáp vào nó thành cái tâm lại mỏng dính luôn. Bởi vì anh em phải căn là mình trẻ này, xong mình vót, xong mình còn có một lượt đánh tầm nữa. Đó, chứ không phải là độc trẻ xong vót cái là mình lắp vào luôn. Đó, nếu như ngày xưa trước đây mình bắt đầu, khi mình bắt đầu làm sáo thì mình đi lười đánh thì mình sẽ như thế. Nhưng dần dần thì mọi người yêu cầu sáo nó cũng sẽ là đẹp hơn, kỹ lưỡng hơn và tỉ mỉ hơn. Và mình cũng muốn làm đẹp cho anh em chơi cho nó thích thú. Làm xấu nhiều khi lấy tiền anh em nó cũng hơi ngại. Đó, đôi khi là lấy tiền anh em nó cũng hơi ngại nhưng mà làm xấu anh em nhé. Đây, thấy mịn chưa? Đó, thường thì mình sẽ đánh một bộ tầm này, mình đánh rất là kỹ một bộ tầm sáo mình mà làm cho anh em bộ bản. Mình sẽ ngồi gót xong mình sẽ đánh với anh em ít nhất là mất khoảng tầm một tiếng hoặc là 30 phút, ít nhất tầm ngoài 30 phút. Chủ yếu đánh lâu nhất ở cái con cái, mình ngồi đánh con cái phải rất là lâu, cái con cái mình đánh cực kỳ là lâu luôn. Còn những cái tầm sáo to độ T70-80 trở lên hoặc là 60 lên anh em không vót được, thì anh em có thể đánh cái tầm đấy, chẻ nó ra, chẻ móng ra xong anh sẽ đánh bằng máy trà này nhá, thì anh em làm mới nhanh được. Chứ còn anh em mà vót tay ở những cái tầm đấy vót đến mổ quýt, nói thẳng anh em là vót đến mổ quýt cũng không sao. Đây, sau khi anh em vót xong đó và đánh đắt, đánh thẳng cái này nhá, đánh thẳng cái này qua. Bây giờ lại hướng dẫn sang lại có thêm một kiểu nữa để nó được mịn hơn. Đó anh em này, đây cái giáp đấy nhá, gập tròn trong cái tầm tre như này, lỏng tay thôi. Đó, cái tay cầm này là phải chắc này, còn cái tay mà mình giữ cái giáp ở đây này lỏng này. Đó, anh em mình xoáy tròn nhanh cho mình nhá, lỏng thôi nha, đừng để giáp nó quặn nhá, xoáy tròn cho mình nhá, xoáy càng tròn càng kỹ càng tốt nhá. Đấy, để trong tầm nó sẽ được đẹp hơn. Đó, nó xoáy tròn nhá là nó sẽ mịn như đánh máy. Nếu nói thật là mà đánh tay kỹ là sẽ mịn như đánh máy. Đánh máy sẽ mất khoảng tầm 5-7 phút là xong hết, nó nhanh nhanh hơn.
mình dùng sức của máy móc nó sẽ nhanh hơn, sức tay sẽ lâu hơn. Xoáy tay đánh thẳng này, xong rồi xoáy tay tròn như này, nó mịn, nó không còn gân tre nữa. Đó thì sẽ lâu hơn như này. Đây anh em nhé. Anh em xoáy càng kỹ nó càng mịn, nó càng đẹp. Thế nó nhanh. Mình làm càng kỹ thì sao mình nghe chơi càng đẹp. Cái này là hướng dẫn cho anh em mà không muốn mất quá nhiều tiền thì tự làm được. Gọi là muốn chơi sáo mà do chị tự tay mình làm ra. Cái này làm nó cũng rất là dễ, không khó. Nhưng mình ngày xưa lúc bé thì mình không biết thì mình cảm thấy nó khó. Nhưng bây giờ lớn lên nhìn làm, mình chỉ nhìn mọi người làm xong mình làm. Trước là mình nhìn ông chú làm, thế xong rồi mình về mình làm theo được. Đó. Đây nhá, sau khi anh em xoáy xong này, đó, nó sẽ là mịn hơn rất là nhiều nhá anh em thấy nhé. Đó. Sau đến cho đến tiếp bước tiếp theo, anh em sẽ phải chia cái tầm đôi ra. Nếu mà anh em nào là nếu như các cụ ngày xưa chơi sáo đơn ấy, thì cái vách này họ sẽ làm là tầm tre là một là lấy vách tre luôn. Còn bây giờ thì anh em hay chơi sáo một đốt để ngăn vách thì anh em căn đôi cái tầm này ra. Sau anh em sẽ khoan một lỗ giữa đây. Đấy, xong xoắn cọc. Anh em sẽ ước lượng làm sao cái tầm sáo vào điểm nào phải cọc. Đấy, đừng làm lỗ to quá, làm vừa thôi. Đó. Bởi vì sau thả lên thả xuống nó lao xuống nó còn sẽ bị giãn tầm này, nó sẽ bị gọi là toát toát ra, sẽ giãn thêm. Đó. Sau khi anh em như thế thì mình sẽ nhét vách nhé. Đây là khi mình sẽ hướng dẫn xong một bước đầu tiên làm tầm đó, xong sẽ đến tiếp theo là hướng dẫn cho anh em làm miệng CNC ở tại nhà cực kỳ đơn giản nhé. Đây anh em nhé, bước đầu tiên đã là một cái tầm đẹp như này, anh em để ý và đánh giá nhé. Và anh em lưu ý này, tầm chuông anh em làm cho mình x8. Anh em bảo tại sao là x8, không biết là x8 là như nào gọi là x8. Lấy cái đường kính của cái tầm sáo, tầm sáo cái nhé, là x là 40 sẽ nhân 18. Đấy, xong sẽ chia đều giật lên chiều dài của sáo dàn chuông sẽ là x8. Còn còi thì sẽ làm x9 hoặc x10. Còn đàn bò làm x9 cũng được hoặc làm x10. Nhưng hòa còi và hòa đàn, hòa âm mình sẽ chủ yếu làm x10 và x11. Hai dòng đấy nó sẽ kêu những cái dòng đấy mình làm x10 kêu sẽ già tiếng hơn, lên nghe tiếng nó trầm hơn, nghe nó rất là xuống. Rồi, nghe nói chung là anh em phải thích bộ môn này, anh em nghe lên trời nghe xong kiểu mình dư dưa nghe rất là hay nhé. Em cùng hóng phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm vẳng nhé, làm vẳng sáo và cắt miệng sáo ở phần tiếp theo nhé.